Chào thầy, sau đây là demo ứng dụng du lịch ảo của nhóm 17. Nhóm chúng em sẽ sử dụng máy ảo có sẵn ở trên Android để chạy phần mềm này. Tiên chúng ta sẽ bấm vào button đăng ký. Tiên sẽ nhập họ và tên và email. Chú ý email đã tồn tại để có thể dễ dàng lấy lại mật khẩu khi mà có thể quên. Nếu mà sử dụng email mà giả mạo hoặc là những email chưa có đăng ký trước ở trên Google thì nào lấy đâu lại. Khi mà chúng ta đăng ký được thì nó sẽ gửi một cái email để xác minh cái chúng ta đã có. Thì để em sẽ vào email kiểm tra xem có email được gửi về không. Thì đây có một cái email xác thực để chúng ta có thể đăng ký được. Thì bấm vào cái link này là đã tạo tài khoản thành công. Và nó có thông báo là đã được đăng ký tài khoản mới đây. Okay. Sau đó thì đây là màn hình giao diện chính. Thì nhóm chúng em mới phát triển được. Đây là một cái slide để chạy để giới thiệu về cái app này. Cạnh đó có một số cái toolbar như đây. Thì nhóm chúng em mới làm được những cái chức năng như kiểu trở về trang chủ. À, xem thông tin của cái user đang đăng nhập hoặc là xem cái nhưng danh sách những địa điểm du lịch thì chúng em có một số địa điểm du lịch lấy ở trên Firebase database. Hiện tại chúng em đang bị dính debug về cái phần hiển thị cái hình ảnh chuyển từ cái link URL lên. Em đang chưa sửa được cái lỗi này. Cái này thì có đăng xuất. Xuất thì lại cái email cũ hoặc là email mà chúng ta đã tạo tài khoản trước đó cũng được. Nhập đây, em đã nhập được lại đây. Và ở đây có thêm một cái tại đó. Đây có thêm một cái chức năng nữa mà em làm được, đó chính là chức năng cái mật khẩu thì trên cái email mà chúng ta dùng để tạo tài khoản nó có thể gửi một cái đường link reset về cái email đó. Thì đây là cái đường link để bấm reset tài khoản mới. Đó thì có thể đổi mật khẩu ở đây và bấm view. Đó là những chức năng chúng em đã làm được trong bài project này.